Ai mà chúng ta đang bị viêm xoang hay là viêm mũi á thì chúng ta dùng cái lọ này nha mọi người. Cái lọ này thì chúng ta dùng một ngày 2 đến 3 lần. Và mỗi lần như vậy á, là chúng ta dùng như thế này này, chúng ta nhỏ bên này 1 đến 2 nhỏ. Bên mũi bên này 1 đến 2 nhỏ. Còn nếu như mà chúng ta bị viêm tai á, thì chúng ta làm tương tự, chúng ta nhỏ bên này 1 đến 2 nhỏ, bên này 1 đến 2 nhỏ. Cái cách xài đơn giản như vậy thôi. Mà nhớ là chúng ta xài một ngày 2 đến 3 lần nha mọi người. Và nếu như mà chúng ta đã sở hữu cái lọ nhỏ xoang này rồi thì chúng ta nhỏ đều như mọi người để cho nó hết bị viêm xoang hay là viêm mũi hay viêm tai nhá. Còn nếu như mà ai chưa có thì chúng ta để lại tên và số điện thoại dưới cái đoạn video clip này để chúng ta sở hữu cái viêm xoang này nha.